Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của sản phẩm nước uống Đông trùng hạ thảo Samsung Bio đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ giải độc gan. Thưa các bạn, đối với những người mà có tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thì hẳn rằng gan sẽ là chức năng đầu tiên bị ảnh hưởng cũng như là chịu sự tác hại của rượu bia đúng không ạ? và đặc biệt là đối với nam giới không chỉ là uống rượu bia mà còn hút thuốc lá thì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên lá gan của họ đồng thời là khiến cho sức khỏe của họ xa sút ở khi gan của chúng ta bị tổn thương thì sẽ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe chẳng hạn như là men gan cao hay thậm chí là ung thư gan sơ gan và chắc chắn là những điều này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta và khi nhiễm độc gan thì cơ thể của chúng ta sẽ gặp phải nhiều biểu hiện khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là công việc. Chính vì vậy, làm như thế nào để có thể là giải độc gan, tăng cường chức năng gan luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Trong clip này, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn cũng như là chia sẻ kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio trong việc là hỗ trợ giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Đông trùng hạ thảo được xem như là một trong những loại vàng mềm bởi sự quý hiếm cũng như là giá trị của nó. Đông trùng hạ thảo không chỉ là có công dụng là tăng cường chức năng sinh lý mà còn được biết đến là một trong những loại dược liệu vô cùng vô cùng quý hiếm, có rất nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe, chẳng hạn như là tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa căn bệnh ung thư và trong đó, giải độc gan là một trong những vấn đề mà đông trùng hạ thảo có thể giải quyết. Và hiểu được điều này, thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được chế biến dưới dạng nước. Và chính vì được chế biến dưới dạng nước, thế nên là sản phẩm này mang lại hiệu quả gần như là 100% và có công dụng gần như là tức thì đối với người sử dụng. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio lại có công dụng giúp giải độc gan thì Kiều Anh xin được giải thích như sau các nghiên cứu đã chỉ ra rằng SOD và vitamin E có trong nước đông trùng hạ thảo có tác dụng chống sơ gan và peroxid hóa lipid. Đồng trùng hạ thảo có thể tăng cường chức năng miễn dịch, giải độc cho gan và tăng cường vai trò của thuốc chống viêm gan virus. Do đó, sử dụng đông trùng hạ thảo có hiệu quả trong việc bảo vệ tế bào gan, từ đó giúp phòng tránh và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan như ung thư gan, viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ viêm gan cao hay nhiễm độc gan. Vâng, chính từ những hợp chất như vậy mà đông trùng hạ thảo được xem như là một trong những loại thần dược vừa giúp tăng cường sức khỏe vừa giúp giải độc gan. Và ngoài những loại hợp chất mà Kiều Anh vừa chia sẻ, đông trùng hạ thảo Samsung Bio còn được chứng minh là có đến 17 loại hợp chất có ích cho sức khỏe. Đồng thời, trong nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio còn có chứa nhiều vitamin, axit amin, các loại vi khoáng chất và rất nhiều các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy dòng sản phẩm này thì đang trở thành một trong những xu hướng hàng đầu trên thị trường, được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng để bảo vệ sức khỏe của mình. Và các bạn hãy nhớ nhé, là với một sản phẩm tuyệt vời như vậy thì hãy chúng ta hãy sử dụng mỗi ngày một gói nước sam nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio để có được sức khỏe tốt nhất cũng như là giải độc gan vô cùng hiệu quả. Và Kiều Anh tin chắc rằng chỉ từ 2 tuần đến 1 tháng sử dụng sản phẩm này thôi, các bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt ở cơ thể của mình. Đồng thời khi đi khám lại, các bạn sẽ thấy là tình trạng gan của chúng ta bị men gan cao hay là nhiễm độc gan sẽ không còn nữa. Mà thay vào đó các chức năng gan của chúng ta sẽ được cải thiện tốt hơn. Vâng, với công dụng như vậy thì các bạn hãy ngay lập tức sử dụng nhé để mang lại được sức khỏe tốt nhất. Và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.